Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang ở Hà Nội và vị trí của Minh Toàn đang đứng là tại cái khu đô thị Senco 5, còn gọi là khu đô thị Thanh Hà ở Hà Đông, Hà Nội. Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một cái quán cà phê mà theo cá nhân của Minh Toàn độc đáo nhất ở khu Thanh Hà này hay khu Senco 5 này. Đây là một quán cà phê mà phải nói không phải ở Hà Nội mà còn các vùng nơi khác còn ước ao được một quán cà phê như thế này. Với cá nhân Minh Toàn thì Minh Toàn đi uống cà phê rất là nhiều nơi, nhưng mà để lại ấn tượng cũng không ít quán cà phê. Nhưng đây cũng là một trong những cái quán mà Minh Toàn cảm thấy rất là ấn tượng khi mà về với Hà Nội. Và bây giờ là Minh Toàn sẽ mời các bạn cùng với Minh Toàn chúng ta đi thăm quán cà phê nhé. Đây, quán cà phê nằm đằng sau lưng Minh Toàn đây rồi, sau lưng đây rồi. Đấy, một quán cà phê phải nói chứ rất là tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà Minh Toàn bây giờ là Minh Toàn xin quay máy lại để cho quay đến quý bà con cô bác, gửi quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về quán cà phê này qua cái ống kính phía sau nhé. Mình thưa quý bà con cô bác, ở quán ở đây thì đây là cái khu Thanh Hà, khu đô thị Thanh Hà, còn gọi là khu Senco 5. Đấy, trước mặt chúng ta là cái khu đô thị Senco 5. Bây giờ xây dựng rất là nhiều. Đây, đấy, xây dựng rất là nhiều luôn quý bà con cô bác ạ. Các tòa nhà cao tầng được mọc lên và các cái dãy nhà này là đang bán nhà và đang bàn giao nhà. Và đây là cái quán cà phê mà Minh Toàn muốn gửi đến quý bà con cô bác. Đây, quán Kinh. Đấy, Kinh. Và đây thì Minh Toàn cũng không giỏi tiếng Anh đâu, gọi là cà phê tea, cà phê và tea, tức là cà phê và trà. Đấy, chè và cà phê. Thì ở đây thì quán này với cá nhân Minh Toàn đây là phía ngoài, thì cá nhân Minh Toàn cảm thấy cũng khá là ok, rất là tuyệt vời. Mái ngói thì được làm bằng các cái mái ngói giả trúc. Bên cạnh đấy là có hai con cá này. Đấy, hai con cá rất đẹp luôn. Đấy, hai con cá chép vàng, gọi là cá chép vượt vũ môn ấy. Đấy. Và ở một điểm đặc biệt ở đây là Minh Toàn cảm thấy quán cà phê này có một điểm đặc biệt, đấy là được thiết kế bằng gỗ, chủ yếu là cái không gian chủ yếu bằng gỗ. Trước quán cà phê có một cái hoa giấy rất là đẹp. Ở đây thì Minh Toàn cũng nói luôn quý bà con cô bác là Minh Toàn là một khách đến đây uống cà phê, chứ không phải là Minh Toàn review cho quán, mà Minh Toàn không phải là quảng cáo cho quán đâu nhá. Nên quý bà con cô bác đừng nhầm tưởng, bởi Minh Toàn chẳng biết nơi này là nơi nào cả, nên chẳng biết quán này là chủ là ai cả, nên Minh Toàn chỉ là thấy cái khung cảnh đẹp nên Minh Toàn quay thôi. Đây, bây giờ Minh Toàn sẽ cùng mời quý bà con cô bác chúng ta vào trong quán nhé, xem quán nó như thế nào. Đây, có cái cây rất là đẹp luôn. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Đấy, cây hoa giấy là cũng rất là to luôn. Đấy, đây là phía trong quán luôn. Trong quán này thì như cá nhân Minh Toàn thấy là được thiết kế chủ yếu bằng là gỗ đao, là bằng gỗ. Gỗ hết đấy quý bà con này. Đây, bằng gỗ hết. Đây, bằng gỗ. Đó, đây là không gian phía bên trong. Thiết kế cũng khá là hài hòa luôn. Trang trí các cái vật phẩm bằng gỗ như thế này luôn, rất đẹp luôn. Và đây có một cái hồ cá, Minh Toàn sẽ mời quý bà con của bác hãy ra thăm cái hồ cá này nhé. Đây là cái hồ cá luôn. Đây là những con cá vàng. Đấy, hồ cá rất là rộng luôn. Đấy, cá vàng này to lắm chưa bạn? Cá này to hết. Con này to.
Đấy, những con cá vàng này nói là cực kỳ tuyệt vời. Cá này cũng to ấy, khoảng hơn cân, trên dưới 2 cân ấy. Đấy, trên dưới 2 kg. Và đây là xung quanh cái hồ cá này. Đây là xung quanh cái hồ cá. Đấy. Có cả cái quả của hòn non bộ, đắt hòn non bộ luôn. Đây thì có các cái bậc suối, suối như thế này. Ở phía trên này thì có một cái mái nhà ở đây thì bà con bác nhìn ở đây là trên mái ngói là ngói giả trúc ấy. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Minh Toàn cảm thấy cái hòn non bộ này là hợp ý với Minh Toàn. Minh Toàn cảm thấy rất là đẹp. Đây mới là tầng 1 thôi. Bây giờ Minh Toàn sẽ mời bà con chúng ta lên tầng 2 xem tầng 2 có những gì nhá. Đây, cầu thang đây. Cầu thang đi lên tầng 2 thì được thiết kế bằng bằng gỗ. Hay là bằng gỗ hết. Đấy. Chứ bằng gỗ, cây này là cây giả đấy, cây giả. Wow, trên tầng 2 thì trang trí rất là đẹp luôn. Đây, cây hoa này hoa gì Minh Toàn cũng không biết luôn, nhưng mà là hoa dạ. Đấy, hoa dạ. Không, em thực sự em không biết hoa gì luôn á, nhưng mà hoa này hình như là màu dân tộc, hoa dân tộc xuống hoa ban nó bùng nhỉ. Hôm nay cũng là gần Noel, ở đây thì quán có trang trí một cây Noel khá là to. Đây là một khách ở quán. Rồi các bạn thôi, đấy là những nhóm bạn của Toàn, những người anh người em của Toàn đấy. Đây, phía sau này có trang trí cái cây Noel và có cái con gấu bông ngồi xe kéo như kiểu mà được ông già Noel kéo đi ấy. Và trong này thì như bà con nhìn cái bàn này trang trí cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Có cả bánh xe này. Đấy. Có cả bánh xe. Đấy. Như kiểu bánh xe đấy, ghế cũng thế. Đấy. Ghế cũng bánh xe luôn. Trên này không gian khá là đẹp luôn. Cái hoa này là Minh Toàn thực, đúng nói thật là Minh Toàn không biết hoa gì luôn bà con. Và trên sàn nhà đây thì bà con có bác nhìn bằng gỗ không luôn. Đây là một cái điều mà Minh Toàn cũng cảm thấy khá là ấn tượng về cái quán cà phê Tinh này. Đấy, anh này anh ra anh xem hoa gì không biết luôn đấy anh Giang. Đây cầu thang, cái này là có cả tầng 3 nữa sao. Để Minh Toàn lên tầng 3 nhé. Minh Toàn mời quý các bạn lên tầng 3 nhé. Đấy, lên tầng 3 này. Tầng 3 rất là đẹp luôn. Đấy, đây đứng trên tầng 3 nhìn xuống tầng 2. Wow. Các cầu thang bằng gỗ. Wow, lên tầng 3 thì lại một sự khác biệt quý bà con ạ. Đây tầng 3 là chắc mình toàn phải để giày dép ở đây thôi. Giày dép bởi vì tầng 3 là một cái thảm, trải thảm như này ngồi uống cà phê, uống chè. À đây là trên trần nhà. Đấy, nhà thiết kế bằng gỗ hết. Gỗ này cũng khá đắt tiền đấy. Theo Minh Toàn thấy cảm thấy khá là đắt tiền.
Ở đây Minh Toàn thử ra ngoài này nhé. Minh Toàn đứng cao, Minh Toàn ra ngoài này. Đấy, Minh Toàn ra cửa này rồi. Và đây mến thưa bà con, trên này thì nó mắc mái ngói chưa không nhìn thấy hết được. Thì Minh Toàn sẽ xuống dưới tầng 2, Minh Toàn sẽ quay lại cái bể cá này, bể cá này. Đấy, cho quý bà con các bác nhìn thấy rõ hơn. Và như quý bà con các bác đang nhìn thấy, ở đây là khu đô thị Thanh Hà Senco 5. Đấy, Senco 5. Và bây giờ cái tốc độ phát triển rất là mạnh luôn. Đất ở đây thì như cái đất mặt đường ở phía ngoài này là khoảng 70-80 triệu một mét vuông. Đấy, còn xa xa bên trong thì 40-50. Minh Toàn nói về đất Thanh Hà thì nóng lên từng ngày. Và Minh Toàn có 2-3 video nói về khu Thanh Hà Senco 5 này rồi. Đấy, nếu mà quý bà con cô bác, nếu mà ai quan tâm thì xin tìm trong cái danh sách phát là Hà Nội ngày nay của Đàm Minh Toàn, và trong đó là có cái về Thanh Hà Senco 5. Thì đấy là cái khu này. Và Minh Toàn đã đưa những cái khu này vào trong video rồi. Đấy, quý bà con cô bác nhìn thấy sự phát triển của Hà Đông. Hà Đông nói chung và khu Senco 5 này. Senco 5 thì bây giờ là của ông Nguyễn Thanh Thản. Ông Nguyễn Thanh Thản là chủ đầu tư ở đây. Đấy là theo cá nhân Minh Toàn biết. Và từ lúc mà ông Nguyễn Thanh Thản là chủ đầu tư ở đây thì khu đô thị Thanh Hà hay còn gọi là Senco 5 này rất là phát triển luôn, phát triển mạnh mẽ đến không ngờ luôn. Đấy, và đây là xung quanh quán này quý bà con cô bác. Quý bà con cô bác nhìn bên dưới này, bên dưới này ngay cái chỗ mà để xe thôi thì quán cũng trang hoàng rất là bắt mắt. Những cái lọ nhỏ là những lọ hoa. Đấy là cái chỗ bãi để xe vào quán. Và đây Minh Toàn sẽ xuống dưới tầng 2 để Minh Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về cái ao cá mà Minh Toàn cảm thấy đẹp tuyệt vời và là một cái điểm mà ấn tượng nhất nhì ở trong quán này luôn. Đấy là cái ao cá nhé. Đây là cái đường chúng ta đi xuống rồi. Đi xuống như thế này luôn. Đấy, đây là cái khu bên ngoài mà chúng ta ra nhìn cái ao cá bên ngoài này. Wow. Đấy, bà con cô bác thấy không? Đấy, đây là cái ao cá của chúng ta. Cá rất là to luôn. Và đây là có cái hòn non bộ rất là đẹp. Đây, hòn non bộ này đắp nhưng cái này là bằng đá đây quý bà con cô bác nhé. Chắc là người ta đắp xi măng xong rồi quét lên thôi. Minh Toàn là nghĩ là thế chứ phải là đá. À, đá đấy quý bà con ạ, chứ không phải xi măng đâu. Là đá đấy nhá. Đá người ta ghép đấy. Đấy. Và đây cá tuyệt vời. Đấy. Và quán này cũng trang hoàng các cái bàn ghế ngồi xung quanh các cái hành lang như này để cho buổi tối hay là ban ngày mùa hè chúng ta có một cái không gian mát mẻ để chúng ta ngồi. Đây, và cái tên quán ở đây Toàn chẳng thấy. Cái quán là Kinh Kinh Coffee.
và như các cái khu nhà mà đằng trước mặt chúng ta đây, quý bà con cô bác này, đây là khu nhà, toàn bộ nhà đây là đang được rao bán và bàn giao, đấy, bàn giao cho những người mua. Và đây cái này thì quý bà con cô bác nhìn thấy nó như là một cái mái trúc đúng không ạ, bằng tre bằng trúc rất là đẹp. Và nói thật, đoàn kết nhất là ở cái hồ cá này. Quán này đoàn kết nhất là cái hồ cá này, rất đẹp luôn. Đoàn kết nhất là ở hồ cá này luôn. Đây là tổng thể cái khu mà quán bán cà phê gì nhỉ, Kinh đấy, cà phê Kinh ở khu đô thị Thanh Hà, hay là còn gọi là khu đô thị Senco 5. Và Toàn sẽ khám phá những cái điều về Hà Nội nói riêng và về Việt Nam nói chung. Và nhất là đợt này mình Toàn đang đi công tác Hà Nội, chính vì thế mà mình Toàn sẽ gửi đến quý bà con cô bác những cái hình ảnh về Hà Nội vào thời kỳ này, về thời gian này. Và để không bỏ lỡ những cái video đấy, rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn cái nút đăng ký kênh. Đăng ký đấy là đăng ký miễn phí quý bà con nhé. Quý bà con cô bác nhìn thấy cái nút đăng ký nó màu đỏ 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 ấy, đấy, có chữ đăng ký ấy, thì chúng ta nhấn vào đấy và chúng ta nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà theo dõi, là người đầu tiên được xem những cái video mới thú vị về Hà Nội nói riêng và về Việt Nam chúng ta nói chung. Cuối cùng xin chào quý bà con cô bác, hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những cái video tiếp theo.